dưới gặp rồi mình xoay gối 1 2 3 4 5 được chưa, rồi bây giờ mình xoay ngược lại 5 4 3 2 1 thôi, rồi mình để hạ chân xuống đổi chân nha. Rồi tiếp tục cũng vậy, mình duỗi gặp rồi mình xoay gối 1 2 3 4 5 rồi mình xoay ngược lại 5 4 3 2 1 thôi, rồi mình hạ chân xuống. Bây giờ mình đi vào trong nha, mình gác má ngoài, bàn chân phải lên đùi trái nè. Rồi. À, được chưa? Rồi, cái hướng mũi chân còn lại mình thẳng lên nè, hướng lên trần nè. Rồi, mình nhịp xuống. Mình nhịp gối xuống. 1 2 3 4 5 Rồi, thôi các bạn đưa hai tay cao lên. Đưa tay lên, các bạn đưa lên. Rồi, mình cúi gặp người xuống. Tay ôm lại bàn chân nha. Cúi sâu xuống ta. Giỏi. Rồi, bây giờ mình đổi chân. Cũng vậy, gác má ngoài bàn chân trái lên đùi phải. Bây giờ mình tiếp tục nhịp nha. Hướng mũi bàn chân phải hướng lên trần. Rồi, nhịp 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, tiếp tục. Đưa hai tay cao lên. Đưa lên. Rồi, hít sâu vào, cúi gặp ngồi xuống. Tay ôm lấy bàn chân. Giỏi. Rồi bây giờ mình duỗi cả hai chân ra. Nè các bạn duỗi cả hai chân ra, đưa hai tay cao lên, hít sâu vào. Rồi mình cúi gặp người sau xuống, tay ôm lấy bàn chân. Bạn nào ôm chưa tới bàn chân thì mình ôm cái cẳng chân cũng được không? Ôm sâu xuống nha, cúi người xuống. 1 2 3 Giỏi. Huy giỏi nha. Hãy ăn làm ngơi. Huy giỏi quá. Bạn Khánh làm ngơi, bạn Khánh. Ba, ba thổi lên, hầm cho bong bóng nè. Oh.
Rồi các bạn